mưa kéo dài kết hợp mưa lớn phía thượng nguồn đổ về đã khiến lũ trên sông hồng đoạn chảy qua thành phố lào cai tỉnh lào cai dâng cao đây là trận lũ cao nhất xuất hiện trên sông hồng tính từ đầu mùa mưa đến nay Lúc 7 giờ sáng nay 21 tháng 7, trạm Thủy Văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 79,15m, dưới báo động 1 là 0,85m, biên độ lũ đạt mức 2,23m. Hiện lũ trên sông vẫn đang tiếp tục lên cao. Dự báo đỉnh lũ cao nhất lên tới 79,60m, sau đó giảm dần. Hiện các cấp chính quyền đang tích cực chỉ đạo người dân chủ động phòng tránh lũ lớn để giảm thiểu mọi thiệt hại, đồng thời theo dõi sát diễn biến của lũ, nghiêm cấm người dân không hoạt động dưới mọi hình thức trên sông sông để phòng ngừa hiểm họa bất ngờ